Tuyển Việt Nam sơ cơm hộp tại khách sạn hàng sang ở Singapore. Tuyển Việt Nam và các đội bóng trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt, tập luyện ở AFF Cup 2020. Sau khi làm việc với BTC chủ nhà, tuyển Việt Nam được đồng ý ăn tập thể trong phòng ăn thay vì dùng bữa trong phòng ngủ. Tuy nhiên, do quy định về phòng chống dịch COVID-19 nên khách sạn không tổ chức bắt phép. Chỉ phục vụ suất ăn đặc riêng trong từng hộp theo thực đơn đã gửi cho các đội tuyển lựa chọn. Thông tin từ VFF các suất ăn được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng nhưng ekip bác sĩ tuyển việt nam vẫn làm việc với nhà bếp nhằm điều chỉnh các món ăn cho phù hợp với khẩu vị các cầu thủ ngoài ra các cầu thủ mang khá nhiều đồ ăn ở việt nam sang đồng thời ban huấn luyện cũng liên hệ với kiều bào tại singapore tiếp viện thêm để các món ăn phong phú bên cạnh chuyện ăn uống phía khách sạn bố trí một tầng dành riêng cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo tuyển việt nam có lối đi và thang máy riêng nhưng không được di chuyển ra ngoài khu vực đã được quy định, kể cả sảnh khách sạn. Kể từ khi đặt chân tới Singapore tham dự AFF Cup 2020, ngoài buổi tập kính, các thành viên tuyển Việt Nam chỉ ở tại khách sạn và không di chuyển ra khỏi phạm vi đã được quy định. Nhìn chung, các tuyển thủ Việt Nam cố gắng thay đổi thói quen một cách nhanh nhất, tuân thủ những quy định khắc khe từ phía BTC nước chủ nhà. Video hành trình vô địch của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018